Vậy đây bố đâu có được. Đây là các thành viên của lần Thiên Ngân này các bạn. Lặng yên ta nói cuộc. Giờ đây lần Thiên Ngân sẽ bắt đầu xuất quân. Hiện tại các thành viên lần Thiên Ngân bắt đầu tập trung để mà muốn lần chiều nay. Coi lần không? Yeah, đây lần lần gì? Lần này là lần gì? Thiên Ngân hả? Đây là cảnh thường thấy mỗi dịp trung thu về ở Phú Yên, khi mà các tuần lân dạo khắp các tuyến phố, không chỉ ở thành thị mà cũng như ở nông thôn nha các bạn. Những ngày này thì đâu đâu cũng nghe tiếng trống lân trung thu cả. Thì các tuần lân sẽ bắt đầu từ hôm nay rất là nhiều. Thank you.
thấy lần thi đơn sau khi có cái dàn đầy đủ thì mới thấy được là rất là cao và rất là dài luôn. Lần thiên ơn múa điểm đầu tiên đó là nhà anh chủ này này các bạn. Anh này là anh lái xe ben hả? Xe ben hai hội. Xe ben hai hội. Xe ben hai hội ở Phú Hòa. Nói đến xe ben hai hội ở Phú Hòa là ai cũng biết hả? Come on.
Lần mới múa, nhưng mà các bạn thấy mà công việc người dân đến xem. Không chỉ ở thành thị Múa Lân Trung Thu rất là vui, mà ngay cả ở những vùng nông thôn ở Phú Yên vẫn rất là rộn ràng. Quay lại. Việc chuyển tải những cái dàn múa như thế này rất là vất vả luôn các bạn, vì dàn rất là dài và khá nặng. Dường như là múa nhà gần đây ha. Múa lân cũng như là xem múa lân Trung Thu hiện nay không những các bạn thiếu nhi rất là thích, mà còn có cả người lớn và người già vẫn rất là thích mỗi khi có đoàn lân đi qua, cũng như là múa tại khu vực nơi mình sinh sống. Ủng hộ đâu, em đang cho rất là nhiều người muốn ủng hộ lân múa.